Rồi hát bên ánh lửa rừng, ra đi mang theo mối tình đầu tiên. Hay quá. Ra đi mang theo chiếc vòng cầu hôn. Ông Linh có giọng hát chứ, tại vì Linh theo ca nhạc chứ, Linh mà theo cũng trở thành ngôi sao lớn rồi. Thưa Ngọc Sơn luyện thanh á. À, Sơn dạy tụi này luyện thanh là rút cái đầu vô cái lu á Sơn. Cho đỡ bị chửi. Đỡ bị chửi đó. Ồn ào á. Mi 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 ma mi 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 ma ma ma. À, hồi xưa là Ngọc Sơn sáng tác gần như bài nào Sơn cũng hát cho Linh nghe hết trơn á. Đúng rồi. À, cái bài gì phút cuối đó hả Sơn hả? Ừ. Hai anh em ngồi trên lầu 7 á. Lầu 7 xong ra cái hành lang đó, Sơn sáng tác, Sơn viết ra từng câu rồi Sơn hát cho Linh nghe. Cái thời đó làm ra tiền nó kinh khủng khiếp lắm. Một ngày Sơn có thể làm ra tiền bằng cả chục năm lên làm đó quý vị. Được. Nhưng mà anh ấy là một người rất là mộc mạc luôn. Anh ấy rất là chân tình ha. Vẫn ngồi ngoài đường uống cà phê vỉa hè. Vẫn ngồi ngoài đường ăn cơm lon li gô với Quyền Linh. Nói chung là một cái cậu bé học sinh ngày xưa như thế nào. Thì ngày hôm nay một ngôi sao, một danh ca, một nhạc sĩ. Vẫn tấm thân nhỏ bé đi, tấm thân nhỏ bé trở thành tấm thân nhỏ bé là hay nhất. Trưa nay Linh sẽ đãi Ngọc Sơn bằng một bữa cơm rất là bình dị, một bữa cơm nhẹ nhàng ở vỉa hè mà ngày xưa anh em mình vẫn ngồi uống cà phê. 4-5 thằng uống chung ly trà đá, 4-5 thằng uống chung ly cà phê, không có tiền mua ly cà phê thứ hai đâu, đúng không? Bây giờ mình sẽ đi dạo cho chờ Trần Sang tới. Nha. Ok dạ. Yeah. Ok. Ok rồi. Mình sẽ ghé một cái góc phố ở vỉa hè để mình ăn một bữa cơm kỷ niệm cùng với rồi. Ca sĩ Trần Sang. Nay chúng ta sẽ ngồi một cái góc phố vỉa hè. Nơi mà ngày xưa mình từng ngồi 40 Bùi Thị Xuân nha. Sang lắm nha Linh. Bây sang giờ, chú Quán ơi, ở đây có gì ngon nhất á? Tô, nước ép, cà phê, trà, trà đá hết ạ. À, Linh bao. Hai trà đá. Hai trà đá. Lúc nào cũng vậy thôi Linh. Đó là hai ly trà đá thân quen. Đời của Ngọc Sơn bây giờ không có gì vui bằng cái tình cảm á. Gặp lại anh em mình, tâm tình ngày xưa nó vui, nó cởi mở hơn mọi thứ trên cuộc sống này. Nó không có gì bằng cái tình cảm. Bây giờ tuổi anh em mình thì chỉ còn cái tình, cái nghĩa ha. Đúng rồi. Còn làm những cái công việc mà cảm giác mình vui. Mình làm những cái công việc để giúp ích cho đời. Cũng như Sơn đào tạo cho thế hệ tương lai. Coi ông Sang xong tới đâu không có nhớ đường này không ta? Mới gọi điện thoại. Wow, xin chào hai bạn, xin chào hai bạn. Ô, hai bạn khỏe không? Đồng niên. Đây. Ê, giọng ca này dữ lắm nghe bộ. Mình đã nói trong trường nghệ thuật sân khấu, hồi đó là Sơn hát chung với Sang, Sơn không có để ý tại vì đâu hát xong đi cuốn chiếu đi hát. Người ta đồn đó là Sang hát hay lắm. Mình cũng tại mình học trong cái lớp đào tạo khoa thanh nhạc mà. Nhưng mà sau này mình nghe Sang hát lại, trời ơi, mới thấy giọng ca bolero trữ tình hay. Đó là Trần Sang học lớp Long An đúng không? Dạ. Ủa nhưng mà lúc đó thì Trần Sang đi hát trước Ngọc Sơn hả? Nói chung là Sang cùng một lúc mà anh em chung luôn. Sơn có nhớ Sơn có quận 10 không? Thì đó Sơn có quận 10 đúng không? Dạ, chung một lượt ở quận 10 á. Sang hát bài gì ở quận 10 đầu tiên nhỉ? À, hát về cái lúa hôm nay. À, rồi tới cái gì nữa? Rồi những cái bài ca trữ tình là coi như là bolero, là coi như giống như là hoa sứ nhà nàng. À, đôi mắt người xưa. Chơi là hoa sứ nhà nàng đi, mình đờn cho Sang hát. Vậy hả? Ok. Hôm nay thực sự là Sang rất là vui, rất là hạnh phúc mà gặp lại hai bạn cùng một thời là bạn học với nhau mà 1987-88 có Lý Hải nữa. Hoàng Sơn, Minh Nhí, Hữu Châu, Hữu Nghĩa. Cái đó là đàn anh mình rồi. Đàn anh mình rồi, trước mình 2 năm rồi. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ thật sự là Sang cũng gián đoạn nghề nghiệp một thời gian để gặp lại các bạn ở đây là thật sự là Sang rất là hạnh phúc. Các bạn vẫn còn khỏe mạnh là điều mà Sang mong muốn nhất trong cuộc sống này. Bây giờ cho tôi 3 ly trà đá để ba chúng đúng tôi rồi, nhắc lại chuyện ngày xưa. Trời ơi. Lúc mà Trần Sang hát hoài hoa sứ nhà nàng đó. Trời ơi, sao có quần 10 rộp trời mây vỗ tay mà không ngớt luôn. Sao lên đưa Ngọc Sơn đi hát cũng sao có quần 10. Hồi đó nhớ đạo diễn Phương Sóc hả? Đúng rồi, đạo diễn Phương Sóc. Trần Sang hát lại bài hoa sứ nhà nàng đi. Dạ, Sang sẽ nhờ bạn Ngọc Sơn để cho Sang hát bài hoa sứ nhà nàng. Mời quý vị thưởng thức.
đậm đà nghe gió gọi tên. Nhà nàng gạch gần bên, giang hoa xứ quanh tường, nhìn sang trộm nhớ thương thầm, mơ ngày mai hứa đôi. Hôm qua mẹ bảo tôi nhớ hoa xứ nhà nàng, ướp trà thơm đài khách, họ hàng cô bác đều khen. Nhờ nàng hãy giúp tôi giang hoa xứ quanh vườn, nhìn sang trộm nhớ thương thầm, chắc nàng yêu tình tôi. Lấy cái bò, những đêm chưa sâu em bước qua cầu, cuộc tình tan theo bể dâu. Biết chăng ngày sau khi ngó về gần đã vội phai màu. Đêm đêm người mùi hương, mùi hoa xứ mẹ bàng, thương tình yêu bừng bơ, một trời tình thơ thang. Nhà nàng với nhà tôi, tình thân hiếm vô vàn, làm sao nàng lỡ phù vàng, để tình tôi dở dang. Làm sao nàng ngỡ phù phàng, để tình tôi dở dang. Ờ, hay quá, trời ơi. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Hơn 30 năm đã trôi qua với ba người bạn, với những ly trà đá thân yêu như ngày xưa. Mà ba anh em mình có một điểm gì, một điểm gì lạ biết không? 35 năm quen biết, chứ một lần cãi lộn. Đôi khi người ta hơi khắc khẩu thì cũng có điều hay, để người ta tranh luận một cái gì đó để cho nó tốt hơn. Yeah, nhưng mà rồi. Anh ba anh em mình tiếc cái là chưa bao giờ mà gọi là tranh luận gay gắt cái gì đó. Ngày xưa á, nhà Sang rất là khá nha. Linh còn nhớ á, Sang hay đem đồ ăn vô để tặng cho bạn bè ký túc xá. Rồi Sang hay đem quà vô, đại khái là Sang khá tụi này rất là nhiều. Nhà giàu. Công tử, hoàng tử bạn nhiều. Hoàng tử của trường sân khấu điện ảnh. Yeah. Ngày hôm nay Sang biết không? Linh muốn Ngọc Sơn, Trần Sang với Quyền Linh. Chúng ta sẽ dùng cái lon Ligo ngày xưa. Ngày xưa đó, ba anh em mình á đã từng ăn những cái lon Ligo này. Mì tôm. Rồi mắm ruốc của mẹ Ngọc Sơn. Linh ơi, cũng hai anh em mình nhiều thôi, còn Sang chưa có hưởng mấy cái đó lắm. Cơm trắng ha. Mắm ruốc. Mắm ruốc xào thịt. Có mắm là sang lắm rồi. Mì tôm pha nước sôi. Đó. Mình ăn cơm mắm ruốc, chan mì tôm, pha nước sôi thôi. Thôi bây giờ Sơn cũng vậy thôi. Đúng rồi. Bé ơi, cho mấy anh em mượn ba cái chén với ba cái muỗng thôi. Ngày xưa đó là Trần Sang nổi tiếng lắm, Ngọc Sơn kinh khủng khiếp luôn, Quyền Linh còn giữ xe đạp. Linh ở trong ký túc xá, Linh vẫn ăn những cái cơm như thế này. Rồi vẫn ăn mì tôm có nước, lâu lâu mới có một lần. Sơn là người cho Linh mắm ruốc xào thịt của mẹ Sơn gửi từ Bạc Liêu, Cà Mau Bạc Liêu lên. Lạp xưởng nữa. Lạp xưởng cắt làm đôi. Mà mời hai bạn mình ăn bữa cơm đạm bạc với Quyền Linh nha. Dạ, ok bạn. Đũa này bây giờ là ngon đó, đũa này nó cắp nó dính mà. Không có cần. Bây giờ là cái muỗng này nó cũ kỹ lắm nè. Đó, đây. Mắm ruốc nha. Trời ơi, đầy đủ đã quá, mắm ruốc là mình thì không bao giờ lỗi thời. Ngày xưa người ta nói là gì? Thịt là những cái vật thể nhỏ li ti, không thể nhìn thấy bằng mắt thường được. Mà chỉ thấy có nước chứ. Trời ơi. Đó, ngày xưa chúng tôi ăn thế này nè quý vị. Thôi bây giờ mình thử coi nha, một nhưng thử. Mà vui hay không? Hỏi bạn đó. Vui không Sang? Vui, quá vui. Vui hồi đó là vui. Quá vui. Vui. Chứ không có gì là khổ hết á. Cuộc đời mình kể lại những kỷ niệm đó là những cái kỷ niệm thôi. Còn được ăn mắm ruốc mà được ăn cái lạp xưởng cắt làm đôi nó ngon lắm. Để có bữa cơm thế này, để có cuộc họp mặt thế này, khó khăn lắm á. Tại vì Sơn cũng rất nhiều việc. Và vừa dạy học, vừa chạy xô. Sang thì công việc rất là nhiều đúng không? Hôm nay mình ngồi đây mình ăn bữa cơm của hơn 35 năm là nó vui lắm rồi. Cái duyên mình gặp á là không bao giờ quên được. Mình nói với Sang là giọng ca của Sang rất là hay. Ca bolero trữ tình.
nó thấm nhưng mà Sang bỏ mấy chục năm nó uổng. Bây giờ Sang phải hát lại. Ngọc Sơn muốn giới thiệu Sang đi diễn này, rồi anh em mình sẽ đồng hành cùng nhau rồi Sang hát trình diễn lại để đem cái tiếng hát lời ca cho mọi người chiêm ngưỡng thưởng thức đại gia đình khắp nơi. Linh thì quá biết rồi, đi tới đâu được dân cũng biết hết trơn này, quá dữ rồi. Ok bạn, khi nào mà các bạn có làm cái gì mà vui vui đủ Sang. Ok không? Bây giờ thì Sang làm gì? Nói chung là Sang cũng phụ gia đình làm ăn, cũng kinh doanh vậy đó. Ở đó nhà thì làm nghề xây dựng, chung ba mẹ bây giờ cũng mất hết rồi. Rồi anh em bây giờ thì mỗi người nào cũng có gia đình. Phải chứ mà Lý Hải không đi quay phim á. Dạ. Thì mình kéo Lý Hải ngồi đây nữa. Vui hai rồi, quá vui luôn á. Dạ. Là... Lý Hải rất là vui. À, cảm ơn Ngọc Sơn rất là nhiều. Ngày hôm nay mặc dù rất là bộn bề với quá nhiều công việc, cảm ơn Trần Sang rất là nhiều cũng thế. Tôi tin chắc rằng là đêm nay các bạn sẽ nhớ tất cả những ký ức ùa về với chúng ta. Quý vị hãy cùng với chúng tôi quay ngược về thời gian, du hành lại ký ức ngày xưa để nhắc nhớ chúng ta rất nhiều cái khó khăn, rất nhiều cái vất vả đó mà tạo nên những người thành danh, những người thành đạt như Ngọc Sơn, như Trần Sang bây giờ. Mà Ngọc Sơn may mắn được đại gia đình yêu thương bằng một chất giọng ca trầm ấm của mình và mạnh mẽ, cũng là từ dòng ông nội ngày xưa, ông bà ngày xưa mê cải lương, mê ca nhạc. Mình cũng về Bạc Liêu mình học được, nói chung là thiên thời địa lợi nhân hòa, mình tích cóp được cái đó và mình rèn luyện, chứ không mình bỏ bê là mình chết. Cho nên là nhắn tới các giới trẻ là muốn theo đuổi nghề nghiệp, đặc biệt là nghệ thuật, phải nghiên cứu rèn luyện, giống như Quyền Linh đây phải giỏi lắm, MC Quốc Nhân, bằng những nỗ lực của chính mình là MC Quốc Nhân. Bên nào mình học qua bên kịch, mình thấy kịch rất là giỏi, nghiên cứu cách sống của con người, từng nhân vật, mình nghiên cứu cả con khỉ. Xưa Sang hay đóng vai gì nhỉ? Đóng vai công tử. Đến bây giờ thì Sơn đã sáng tác khoảng được bao nhiêu bài hát rồi Sơn? Sáng tác thì cũng vài trăm bài. Hôm nay chúng ta kết thúc bằng cái bài hát Tiền, một sáng tác của Ngọc Sơn. Tôi sẽ ngồi gõ bo này. Tiền ha. Ôi Sơn, Sơn. Trong tay không tiền đời mấy ai thương, những lúc có tiền nhiều kẻ ghét ganh, bao đêm ngao ngán thở dài, nhìn lên mà hỏi ông trời, giờ tôi biết sống làm sao. Trời ơi, ông trời ngoảnh mặt làm ngơ, vì đời không sống trong mơ, kiếp người phần số riêng ai, trần gian là cõi đọa đày, thì cớ sao gây oán thù, vì danh lợi mà đau, vì kim tiền phù nhau, nhưng khi có tiền thì tiền cũng có, lúc trắng tay ngàn lời nói ai nghe. Đêm nay em bỏ ta rồi, chạy theo cuộc sống đua đòi, vì một chữ tiền mà thôi. Tim tôi đau nhói tơi bời, người ơi hãy sống yêu người, đừng vì chữ tiền phụ nhau. Đen. Tuyệt vời, tuyệt vời thưa quý vị. Đừng vì chữ tiền phụ bỏ nhau, phụ rồi. Nhau nhé. Cảm ơn Ngọc Sơn, bài hát rất là ý nghĩa. Cho dù chúng ta thành đạt cỡ nào đi nữa, cho dù thành công cỡ nào nữa, chúng ta trở thành một tỷ phú giàu có nào đi nữa, chúng ta hãy nhớ tình nghĩa nha. Nghĩa tình là trên hết, vẫn giữ tình bạn của tất cả chúng ta. Thương lắm, tiền không là gì cả. Tiền có thể làm được, có thể mất đi, nhưng tình nghĩa thì không bao giờ để nó mất đã. Đó cũng là một trong những cái kỷ niệm mà ba anh em mình nhắc nhớ nhau rất là nhiều nha. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Du Hành Ký Ức. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ rất là quen thuộc 22:30 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ngọc Sơn, Trần Sang và Quỳ Linh xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.